Tôi xin chào cả nhà luôn nha. Hôm nay tiếp tục chủ đề huyền thoại nữa cả nhà ơi. Đi thăm bẫy rắn nữa. Hôm nay mình thăm là ở vòng vòng nhà mình thôi, không có đi xa. Cái khu này mình thăm dính nhỏ nhiều lắm nha, mà chưa có dính rắn bự nha cả nhà. Thì giờ cũng tới cái bẫy đầu tiên rồi. Hôm nay Cường mời cả nhà theo Cường trải nghiệm đi thăm những cái bẫy rắn nha. Chín luôn đây, mất luôn bẫy rồi. Rồi mất rồi cái nhà ơi. Đi lấy. Tuốt trong đây còn bị mất nữa. Thăm mấy cái không dính gì nhân. Nhà nhìn địa hình im ghê không? Cỏ tùm lùm á nhân. Không có rắn bự nha cả nhà. Rắn nhỏ thì có. Mấy chiến này không có con bự nữa. Trời cái này chuột còn luôn. Bụi tre có kiếm được con nào không đây? Rồi có cả nhà ơi. Nào. Chết hay sống này nằm im ghe đây. Ừ, còn sống. Một con này cũng được. Mở hàng luôn nha cả nhà, con đầu tiên. Con đầu tiên luôn nha cả nhà. Đầu tiên của ngày hôm nay, khu này đặt 5 cái, dính được con một. Nên quay sơ lược cho cả nhà xem mình bắt ra cả nhà, con này cũng không bự gì mấy nha. Tại hiện tại giờ tay mình nó bị đứt cả nhà, nên bắt ra khó lắm. Mình ốp máy mình bắt hai tay cho nó dễ, một tay khó làm, nó bị đứt ngay ngón cái này cả nhà ha. Đứt. Hôm này mình đi hốt của ông mặt cọp á, sơ sẩy nên bị đứt luôn. Con này có 300 gram. Được rồi nha cả nhà, cái này cũng ngon ha. Bây giờ đến bắt nó ra nha. Tiếp tục 27 nữa cả nhà. Để mình đặt ở đây nè cả nhà. Đặt trong mé. Ây da. Trời, trúng cái chỗ đầu. Ây da. Dính trong đây thấy nhẹ tên rồi. Đậy gác rồi lại cũng im sức nè. Con tay khó làm quá cả nhà, để mình lấy ra thử có mình quay nha. Có hàng luôn nha cả nhà, mới bây giờ lấy ra cái gắn luôn, mình đặt cho đó. Quá sướng luôn rồi. Con này chắc cả nửa ký nha cả nhà, nó ăn chuột. Trời ơi, nó ăn chuột ói ra đâu, xương đời cố lỉ nữa luôn. Nhân lợp này để lâu lắm rồi. Mưa quá trời mưa, mình không thèm đi thăm luôn. Nó khôn ghê cả nhà ơi. Quay là thấy cái tay mình cái nó hụt xuống. Ủa, con này nửa ký rồi cả nhà ơi. Quá đã. Ui trời, nông cái đầu nữa cả nhà. Cái đầu nữa, nông biết là có một lần luôn rồi. Ui da, cái tay đau quá nha, khó làm quá cả nhà. Cái tay bị đứt đau quá. Cái này ngon nha cả nhà, sớm giờ hai con rồi nha. Này nói chuyện hơi khó nghe, cả nhà thông cảm cho mình nha cả nhà. Mưa quá cả nhà, mình đi rồi bắt đầu cái dầm mưa, bắt đầu dầm nắng cái nữa, bắt đầu bị quẩn luôn nha cả nhà. Ủa, con này cứ sinh giờ cái ghê quá cả nhà, cái tay mình nè,
Ghê quá cả nhà ơi. Bây giờ cho vô túi lưới nha. Cái này ai mà có bệnh trong mình ăn vô, hửi vô một cái hết bệnh luôn, chuyển sang khùng luôn. Đây cái nữa cả nhà ơi. Cái này dính được con nhỏ một cái nai luôn. Con nhỏ không ăn được luôn, bị chết luôn. Rồi nai chết nữa. Ở đây không có rắn nè. Cái này dời luôn cả nhà. Cua này mình đặt tới 4 cái rồi nha cả nhà. Cả nhà xem video thấy hay thì cả nhà đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ mình nha cả nhà. Để mình có động lực mình làm video nữa cả nhà ơi. Mưa nữa. Rồi có cức nha cả nhà. Cức này chắc không ngựa quá. Ủa, cũng nặng nặng hơi. Không hành cả nhà ơi. Cắt đầu hay vậy. Ồ hên chưa. Không kẹt đầu luôn. Mưa nữa nha cả nhà. Gắt lắc gắt hoài luôn. Quá trời lúa luôn. Chút xíu mini thôi, chưa vô túi lưới cả nhà, đi thăm tiếp nha. Trời mưa rồi cả nhà ơi. Cái này chuyến trước thì bị chết gắn nha cả nhà. Chết gắn cái này có gì không đây, dở lên con hành ký rồi coi. Ồ, chết chuột nữa hay gì vậy? Chết chuột mỗi cái luôn trời. Đây cái nữa cả nhà. Dính luôn đây. Bạn con cũng khủng ngay cho cuộc đời tươi tắn rồi lại coi. Rồi dở ra thêm một lọp kiến là hiểu rồi đó. Quớt nữa. Mới dở ra thấy dính con nữa cả nhà. Con này cũng trọng nha. Nãy giờ mình cuốn lọp cái đống mình chưa có dời được nữa nha. Quá trời lọp luôn. Trời con này rỉa cứ quá trời luôn. Con này có nửa ký nữa cả nhà. 4 lạng nửa ký nữa nha. Chứ mình sao gắn nhỏ nhỏ không cả nhà. Không có gắn bự gì nhiều. Nửa ký bốn lạng, nửa ký bốn lạng thấy nhiều. Còn miệt trà dính dưới dính gắn bự bự không à. Cái này hổm mình đặt khui này tới 6 cái lận. Mà chiến vừa rồi không có, mình rút ra còn có 1 cái một. Cái một thì nó dính, còn nhiều cái thì nó không dính. Độc lạ vậy đó. Ra đây. Chuẩn bị ra đó nha. Con này 4 lạng cả nhà ơi. Kệ cái này cũng được rồi. Cái này cũng ngon dữ lắm rồi. Có còn không? Không còn hơn có. Ê ê ê. Chạy luôn cái tao xỉu luôn á. Trời ơi ủi đầu ủi sình á. Hết biết không. Clip này tôi trồng ổi cả nha. Dài dài luôn. Á thấy đường gấp mồi luôn rồi. Cái đầu sình không. Đây mình có một cái chứng trước cũng có dính rồi cả nha. Cái video đó mình không có đăng. Hôm nay còn luôn. Dính luôn đây. Rồi không ngựa. Trời ơi trời.
lên thấy nặng nặng. Ôi ôi ông nội ơi, không ngựa bích lòng luôn rồi. Cái hô hành là ngập ngập kim nữa rồi. Cái nhà con không ngựa nè. Quá sức tưởng tượng nữa. Trở lên thấy vàng vàng, thấy nghi nghi rồi. Người ghê dính ông cú nội này hoài luôn. Không chạy đường nào khỏi nó hết trơn. Rồi giờ để mình đặt lại cả nhà. Rồi mình bắt ra cho cả nhà xem nha. Tiếp tục 27 nữa cả nhà. Chút xíu mình bắt con ngựa bự nãy ra cho cả nhà xem nha. Quá trời con hổ ngựa luôn. Con ngựa biết nói luôn, mọc nanh luôn. Dở lên thấy nặng nặng tính đâu lụm rồi. Hai nhà dở lên ảnh. Khui hàng. Trời ơi hổ ngựa. Con này 900g/kg nữa rồi cả nhà, cỡ còn hôm qua luôn. Nhỏ xíu con gắn ha. Quá trời con gắn nó bự. Nắng nắng lại cả nhà cái bắt đầu nó đi ăn lại. Mưa thì gắn con ngựa nó ít dính lắm. Tới chừng nắng lại cái nó dính nè. Dính thi mê luôn. Để cái cây đang chim hôm bắt nó ra cả nhà. Tại cái hôm mình hôm lưới 8 ly á. Bẻ rồi cái là hư hôm luôn. Bị ra cả nhà ơi. Quái thú. Gà cắn chắc hư hình luôn. Ui quá bự rồi. Ui trời trời trời. Nó ơi xịn điện. Ui kìa tớ không tới rồi. Rồi kìa tớ gì vậy. Trời ơi. Rồi con này nó đi diễn hay gì á. Nhà coi táp nè. Táp gì gì. Nó dính này dính này. Cắn dính luôn cái quần mình luôn. Quá trời cái hàm răng nó luôn cả nhà ơi. Quá trời cái hàm răng nó luôn. Con này chín lạng nha cả nhà. Con nó bự nè. Vàng cháy luôn. Nó cạp vô quần mình ghi nó cái rụng răng hết trơn. Hết thằng gắn. Ê trời 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 trời. Dạ dạ. Dính nhằn nè. Cạp tâm cái đầu nó cả nhà. Có con lỗ tròn vo luôn. Chữ O luôn. Nghe cái nhà nhìn nè. Tâm cục điện banh chành đầu chứ. Cái đầu diêm siêu nao luôn rồi. Bây giờ cho vô túi lưới cái nhà đi thăm tiếp cái nhà đi. Mình thăm tranh thủ về mình đi đặt chúm nữa nha. Tiếp tục 27 nữa cái nhà ơi. Mấy cái chỗ này mìm không, không dính được gắn nè. Thôi mình cũng hết nói nổi luôn. Sợ nó dính mà dính ngắn nhỏ. Cái này hình như không dính luôn. Ủa có dính nha cả nhà. Im vậy mà không dính nè. Thôi luôn chứ. Trời ơi gắn thiệt bự vậy. Mà cả nhà nhìn nè. Chút xíu. Thôi kệ được rồi, có được rồi nha. Dòng này gắn nó bị bón lắm hay sao á. Ỉa cái cục nào mấy rồi, đen thui với cục cất trâu rồi. Nó quán hay gì mà. Bây giờ mình bắt ra luôn cả nhà. Dính nữa nghe cả nhà. Nhỏ nhỏ không à. Kẹt đầu không vậy nè. Mỗi cái luôn á. Nãy giờ thăm ba cái dính ba con rồi đó. Kẹt đầu không luôn.
rắn này quá trời cả nhà, nó ăn nó ói rồi nó thúi, ôi trời ơi nó thúi một cái luôn, banh lỗ mũi luôn. Bây giờ để mình ốp máy mình bắt nó ra luôn cả nhà. Mấy cảnh này mình rắn nhỏ không mà không có gì để quay hết trơn á nha, có con bự mình quay mình review từ ở dưới cò lỗ đít lên tới trên đầu kia mình được, cái rắn nhỏ không có gì để quay hết nha. Thôi giờ mình ốp máy cả nhà. Ui da, trời ơi trời ơi ôi trời. Vừa mới bật máy quay lên luôn cả nhà. Đạp cái chỗ này cái té cái muốn chết luôn nhỉ. Đè mấy cái lồng chất mớp hết luôn quá. Tới số thiệt mà. Trời ơi, giò cắn banh hết trơn nữa rồi. Giết rồi, hầm gắn giết mà ốm yếu đi muốn hết nổi vậy đó cả nhà. Cái nhà để ý đi, anh em mấy anh em đồng nghiệp bẫy gắn khác, mình để ý gọi 10 người đủ 40. Người nào cũng nhỏ xíu con ốm nhấp nha. Thì cả mình cũng vậy luôn nha. Cả nhà biết sao ốm không? Hầm gắn không có nè, rồi bị chó tạt, bẫy tạt. Thất gắn dầm mưa giải nắng. Người nào nay ốm chơi xương nha. Như bữa nay mình thấy mình đói rồi đó. Ủa cái này ngon mà nó không dính ta. Không dính này cả nhà ơi. Tiếp tục 27 nữa cả nhà ơi. Mấy cái trong này chắc không, mình thăm. Mình thăm có người ta dòm quá dòm. Đừng mất nha. Còn chuột chết luôn. Trời ơi cái lợp của mình thiệt là tình. Nay nói chung rắn thì dính nhiều đó, nhưng mà rắn nhỏ nhỏ không cả nhà, cỡ 3 kg rắn nhỏ nhỏ không, 2 kg mấy 3 kg. Được con hổ ngựa bự với 2 hổ hành nhì 3 hổ hành nhì, còn nhiều nhỏ không nha cả nhà. Cả nhà xem video của mình thấy hay thì cả nhà nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi bye bye, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.